Từ Võ Cùng Tám xin chào quý khách nhá. Còn thì tôi xin chọn giới thiệu quý vị, bây là 9 giờ sáng ngày 19 tháng 11 năm 2019. Và thì đây, tôi rất là hạnh được đón anh Thanh. À, anh tên là gì nhỉ? Lợi. Anh Lợi, vâng, ở xã Thanh Nga, ở quê tỉnh Phú Thọ, xuống để ký duyệt bộ ghế Âu Á hộp bằng chất liệu gỗ đỏ, hàng siêu VIP đây, hàng khủng đây, hàng chất lượng cao đây, vâng, hàng rất là dày dặn, và hàng anh đã đặt chúng tôi chi tiết đây, vâng, chất liệu gỗ đỏ quý vị nha, được chọn lựa rất là đẹp, và hàng làm VIP, và đây trên hàng quý vị là anh đang xuống để ký duyệt, đây là xong phần thô, và anh đã xuống ký duyệt để chúng tôi hoàn thiện sơ để bàn giao cho anh trước dịp Tết Tết Nguyên Đán năm 2020. Quý vị nào muốn sở hữu một bộ ghế hàng đẳng cấp của anh Hữu ở Thanh Nga này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá, và cơ sở tôi nằm tại xã Phú Quận Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đây. Đấy, quý vị thấy nhá, chiếc ghế hàng đẳng cấp siêu VIP. Hàng chất lượng gỗ đẹp cũng cao như nào. Đấy, cái đoạn dài này có kích thước là 24 quý vị. Đó. Hàng siêu đẳng cấp luôn. Đấy bàn đấy. Cái ghế kia gì? Đấy kia ghế đơn kia gì? Đấy đấy. Đấy đấy gì? Giới thiệu quý vị cơ sở tôi đây. Đấy, sản xuất trực tiếp của tôi đây nhá. Ai có nhu cầu xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá, cơ sở trực tiếp sản xuất nhá. Đấy, quý vị nhìn này. Toàn cảnh cơ sở nhá. Đấy, dài phút cái đường kia. Đây là cuối xưởng nhá. Đây là khu ngoài ra là khu chế biến sẻ nhá. Trong này là lắp ráp nhé, máy đục CNC kìa nhé. Đó, có cả máy đục CNC kìa nhé. Các loại máy nhé. Các loại máy chuyên dụng này nhé. Đó, máy chuyên dụng kìa nhé. Đang lắp ráp rồi nhé. Rất chi là hoàn trả. Đây, dài vú phát ra kìa. Đây, tôi đứng ở trung tâm giữa xưởng này nhé. Quay vút. Vút phát ra là ngày luôn này. À, dài chưa? À, thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Và thì tôi xin kết thúc video ở đây nhá. Xin hẹn gặp lại quý vị ở clip sau nhá. Và xin cảm ơn.